máy rửa xe nè, hoặc là máy cắt cơ bản mà, nhưng mà tải nhẹ thì anh em có thể là mua cái dòng pin sám tiết kiệm này để cho nó rẻ, thì hãng sản xuất cái dòng này để kết hợp những cái bộ đó. Rồi xin chào anh em mình nha. Nhiều anh em hỏi là đất đông nhiều pin quá thì nó khác nhau như thế nào, và đây là một cái câu hỏi mà hầu như là gặp hàng ngày tại bên đồ người ta chọn á. Bán hàng của đất đông thuộc dạng là cũng khá nhiều nha, bán cửa hàng tại cửa hàng một ngày là bán vài bộ vài bộ vài bộ, và đây là một cái câu hỏi mà khách hàng thường hay hỏi là tại sao đất đông có nhiều dòng pin như vậy, và bây giờ là giá nó loạn xà ngầu hết trơn như vậy, thì cách nào để mà chúng ta phân biệt những cái dòng pin, và cái thứ hai nữa là giá nó như thế nào, tại sao nó lại khác biệt nhau như vậy. Nên là hôm nay ngồi đây làm cái video cho anh em mình luôn là tại sao nó có nhiều dòng pin và trên đây á nó sẽ khác nhau như thế nào, và giá nó cũng khác nhau về giá, khác nhau về chất lượng, khác nhau về tùm lum tùm la hết. Sẵn làm cái clip này nói về cơ bản cho anh em mình hiểu thôi, anh em mình không hiểu chi tiết kỹ thuật đâu, mình chỉ nói về cơ bản về cho người dùng để chúng ta hiểu, chúng ta mua cái pin cho nó đúng. Rồi hiện tại bây giờ anh em sẽ thấy là những cái máy của Datom đóng combo nó sẽ bao gồm máy, bao gồm pin, bao gồm sạc, đúng không? Nhưng mà tại sao lại chỗ này là bán giá này, chỗ kia là bán giá kia, cái máy cũng cùng như nhau thôi, anh em chỉ quan trọng cái máy nhưng mà anh em không quan trọng cái pin đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này chỉ cho anh em pin luôn, những cái dòng pin phổ biến của Datom. Rồi hiện tại giờ Datom sẽ có những cái dòng pin phổ biến sau. Một là pin màu xám này, pin màu xám này có mã là đuôi là M, ví dụ như mã này là 4000 ampere, là 4000 mAh, nghĩa là 4AH đó, 10 cell 4AH đó, thì nó là B4000M, là cái dòng pin giá rẻ nhất của Datom. Lưu ý nha, rẻ nhất nha. Một hồi mình đã nói tại sao nó rẻ, bây giờ báo giá trước đó. Này là rẻ nhất. Cái dòng thứ hai của nó là cái dòng pin EV, có chữ EV nè. Thấy không? Cái đuôi, cái mã của nó có chữ EV, nó cũng màu xanh. Thì giá của nó là nó cao hơn thằng này, nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái dòng pin 4 plus. Thì pin 4 plus là nó có chữ plus cuối cùng như này đó, anh em mình thấy chưa. Thì bây giờ là anh em đã hiểu được ba cái loại này thôi, đơn giản rồi. Còn mấy dòng kia thì 5C5 tùm lum lá chứ anh em không cần quan tâm, tại nó cũng ít không có nhiều. Nhưng mà cái đây là những cái dòng phổ biến của Datom nè, anh em hay gặp trên thị trường nè, xếp theo thứ tự giá từ thấp đến cao. Pin xám M là nhỏ nhất, pin EV là tầm trung, pin plus là hàng giá cao nhất. Rồi anh em biết như vậy thôi, mỗi cái nó trên gần 100.000 đó anh em mình nắm ha. Có một số anh em nhầm lẫn á, là thứ nhất là lấy màu xanh này đi, anh em cứ nhìn cái hình màu xanh thôi thì anh em nghĩ nó giống nhau, nhưng mà không phải ha. Anh em cứ nghĩ nhìn viên này màu xanh, cái viên 4 led của nó màu xanh. Nhưng mà khi anh em mua máy á, thì anh em làm ơn lưu ý giùm mình là coi cái mã pin này của nó là pin 4 led. Nó có cái mã nè, trên đây cho anh em dễ hình nè, B4000 led, B4000 led nè ha. Còn cái pin này nó cũng màu xanh nhưng mà nó là B4000 EV, cái chữ EV nè, anh em thấy chữ EV không đó, anh em thấy chưa. Thì hai con này giá nó trên nhau 50 đến 100 ngàn, chắc giá 100 ngàn đó chứ không ít hơn. Nhưng mà cái chất lượng thì một hồi mình nó cũng xem với nhau thôi, nó xem với nhau thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái khác. Nhưng mà cái này á, thì anh em mua lầm cũng không sao, tại vì cái chất lượng nó tương đương, nó cũng cờ gỡ nhau. Tại vì cái cell pin EV này nó cũng tốt, nhưng mà nó không tốt bằng pin LED thôi, nhưng mà chất lượng nó vẫn đáp ứng được cho anh em những cái máy nặng. Nhưng mà anh em đang làm cái này nè, cái này là pin B4000, là pin màu xám ha. À, bây giờ Datom nó ra thêm những cái phân khúc pin màu xám nữa, vẫn là pin 4 LED nhưng mà nó màu xám. Thì mình làm một cái video này có thể là một số chỗ sẽ phản hồi đó, nhưng mà để cho anh em mình hiểu ha, người bán không bao giờ nhầm đâu, chỉ có người mua nhầm thôi. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Cái viên pin này bình thường nó khoảng 850.000 đến 900.000. Cái viên pin này nó khoảng 700 mấy thôi. Nó màu xám giống như nhau, đóng combo. Bỏ cái này ra, đóng combo bên này cho anh em. Thì anh em không biết được nếu anh em không gần. Thì cái pin này có mã là B4000M. B4000M giá rẻ nha. Còn cái mã này là bên plus, plus 4 plus màu xám, nó khác nhau ha, cái tem nó cũng khác nhau nè. Rồi đó, anh em chỉ sợ anh em lầm cái này thôi, trên nhau một cái 150.000 sợ lầm thôi. Còn bây giờ nói công năng nè, khi mà anh em mua những cái máy gọi là thuộc dạng là tải nhẹ đó, ví dụ như là một số cái máy khoan gia đình nè, máy hút bụi nè,
máy rửa xe nè, hoặc là máy cắt cơ bản mà chung mà tải nhẹ, thì anh em có thể là mua cái dòng pin xám tiết kiệm này để cho nó rẻ. Thì hãng sản xuất cái dòng này để kết hợp những cái bộ đó, để mà người dùng á mua họ sử dụng thì nó sẽ tiết kiệm được cái giá thành chi phí của họ hơn là cái này, rồi chưa. Nhưng mà cái dòng này mà anh em mua mà anh em gắn vô những con máy lớn giống như là con GH2603 để anh em khoan cốt lõi, hoặc là anh em gắn vào cái máy mài gốc 100S mới ra đó, hoặc là anh em gắn vào cái 13120 LED anh em rút lõi tường, thì anh em vừa rút nó kẹt lưỡi là nó tắt, nó không có tải được. Nghĩa là anh em hiểu gì nè, một cái máy khoan pin, một máy khoan pin khi mà nó đưa ra cái công suất cho anh em mình 100% công suất đi, mình ví dụ nha, mình đang cầm cái máy của DCA nhưng mà mình có ở đây gì mình cầm cái đó mình ví dụ, một cái máy khoan pin này thì công lực của nó là 100%, được chưa? Khi anh em gắn cái cục pin này vào thì cái công lực nó chỉ còn có 70%, ví dụ như vậy, thì nó không đáp ứng được cái công lực của cái máy này à, thì anh em sẽ bị sử dụng thì vẫn được nhưng mà muốn cái thao tác nặng thì nó sẽ không được. Rồi, cái pin EFE và cái pin 4 LED này, được chưa, thì nó sẽ đưa ra được hầu như là đạt được cái công suất 100% luôn. Nhưng mà EFE này nó ra tầm đâu đó nó khoảng 90 thôi, 95 thôi, còn pin LED thì nó sẽ ra được 100%, nó khác nhau như vậy đó, để cho anh em mình hiểu ha. Một máy là 100% công lực, cái pin rẻ nhất ra được 70% công lực, cái pin vừa vừa ra được 95%, còn cái pin xịn nhất ra được 100%, thì nó đảm bảo đáp ứng được toàn bộ những cái công năng mà nhà sản xuất niêm yết thông số như thế này. Ví dụ như đây là một cái máy nó niêm yết thông số cho mình là 3.300 vòng một phút, thì mình gắn vô cái máy này nó ra được 2.000 vòng, gắn vô cái máy này thì nó ra được là khoảng là 3.000 vòng, gắn vô cục pin xịn thì nó ra được 3.300, ví dụ như vậy, để cho các anh em mình dễ hiểu. Đây là ví dụ nha, chứ không phải là chính thức nha, để cho anh em mình hiểu một cách là cơ bản, không hiểu gì về cấu tạo của những cái viên pin như thế nào, mình chỉ cần hiểu công năng thôi, thì nó khác nhau như vậy đó, để cho anh em mình lựa cái dòng pin anh em mình phù hợp. Thì thông qua cái video này nè, cũng muốn nhắn gửi cho anh em mình đó, mua chỗ nào cũng vậy chăng á ha, giá thì cũng đã niêm yết rõ ràng trên mạng hay là bất cứ nền tảng xã hội nào, trên sàn cũng đều có thông tin rõ ràng hết luôn. Thì khi anh em mình mua thì nó đúng cái số tiền mình bỏ ra thì mình nhận được đúng cái chất lượng sản phẩm này để cho mình đáp ứng. Và nhiều khi anh em cứ đè ra mua những cái máy công suất nhỏ đi, mà anh em cứ đè qua mua pin LED nó lại tốn tiền mà nó không hiệu quả đó, thì thay đó anh em mới mua những pin tiết kiệm như thế này để cho nó hiệu quả hơn. Rồi, thông qua video này chỉ muốn nhắn gửi cho anh em mình mua lựa chỗ nào mà tư vấn mình tốt, chỗ nào là hàng chính hãng, niêm yết giá rõ ràng, chỗ nào cũng được. Và nếu mà được thì ủng hộ Đồ Nghề Tự Chọn, thì những cái mà mình chia sẻ thì Đồ Nghề Tự Chọn là niêm yết công khai tại cửa hàng, giá bán catalog có sẵn hết, hỗ trợ anh em trả góp hết toàn bộ đầy đủ ha. Những cái sản phẩm này của Đất Tông hãng như thế nào bên mình bán như thế đó, combo đóng thế nào bên mình bán như thế đó. Ok, rồi cảm ơn anh em đã xem video này nha, chúc cho anh em lựa chọn được những sản phẩm tốt phù hợp giá tiền, và mình là người tiêu dùng là thông minh. Cảm ơn các anh em đã xem video này. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.